Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Di động Nhật Nam, kênh chuyên bán iPhone cũ quốc tế và chuyên làm những cái clip về hàng mới nhất trong ngày. Đấy thì hôm nay về được một gói hàng. Cái này thì không nhiều nhưng mà mình cũng phải làm clip để báo cáo đến các bạn xem có cái sản phẩm nào mà các bạn ưng ý thì sao, đúng không? Đấy để các bạn chọn mua. Thì các bạn nào mua rồi hoặc là chưa có nhu cầu thì xem chơi cho vui, nhớ ủng hộ mình bằng cách là đăng ký kênh, nhấn chuông, chọn thông báo để đừng bỏ lỡ những clip mới của shop Nhật Nam nhé. Rồi sau đó xem hết clip rồi cho mình một like. Nếu mà thiện chí hơn nữa thì chia sẻ lên Facebook, Zalo để ủng hộ cho Nhật Nam, cho nhiều bạn bè này, người thân của mình biết đến chỗ mua điện thoại uy tín các bạn nhé. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã luôn yêu mến nhé. Bây giờ mình sẽ khui luôn, cái hộp này ít lắm. Biết đâu ít nhưng mà lại là hàng chất không, đúng không các bạn? Này mình chẳng biết là trong này nó có cái gì luôn á. Mấy cái ông đối tác dạo này cứ thế là gửi về xong rồi chả báo cáo tình hình gì, cứ gửi hàng về trước cho mình khui xong rồi bắt đầu nhiều khi rồi. Mà ai mới gửi cái đơn hàng sang đấy các bạn? Nhiều hôm báo giá bán xong tí bị hớ sấp mặt ra. Đấy có một hộp thôi, bọc rất là kỹ. Bọc rất là kỹ. Đây. Đấy biết ngay mà, có A71 nguyên hộp đây, biết ngay là nhiều khi ít nhưng mà lại chất này. Hàng như mới luôn các bạn, hàng như mới luôn. Này, này chẳng khác gì mới đâu. Này giống hàng thanh lý tồn kho bạn ơi. Giống kiểu hàng trưng bày á. Guarantee viền còn nguyên si luôn, mình review cái guarantee viền cho bạn xem luôn. À, bạn thấy cái bịch bóng dán ở viền mà còn này. Cái này thường thường là khi mà nếu đã sử dụng rồi á, nó rất dễ là bong ra chứ nó không được như này bạn nhé. Nên là con này là hàng như tồn kho thanh lý này. Đấy. Còn có thể là người ta trưng bày cửa hàng thì cũng đã có những người người ta bỏ sim vào thử hay như thế nào đó thì mình cũng không biết đâu. Đấy nhưng mà mình tổng thể con hàng này nó rất là mới luôn. Tổng thể rất là mới luôn và mình thấy ở đây này. Là giống như ngày bảo hành là còn phải đến ngày 30 tháng 6 2021 đấy các bạn. Nếu như mà cái hộp này trùng với email thì là cái ngày này ghi là đúng chính xác rồi. Thì mình mở máy lên mình kiểm tra cho các bạn xem luôn. Bởi vì hôm nay nó cũng không nhiều hàng. Chúng ta sẽ có thời gian để chúng ta kiểm tra nhé. Xem nếu đúng như thế thì các bạn yên tâm hơn, khi mua là chắc chắn còn bảo hành chính hãng nó lâu á các bạn. Đấy rồi đây. Đúng là ít nhưng mà mình thấy máy rất là chất đấy. Chẳng hạn như là đây này, nốt 10 cộng này thì phải chất rồi. Đấy. Niềm đam mê và niềm ao ước của rất nhiều bạn trẻ. Cái gì nữa đây? Đây nè, rồi A6 hay gì đây nè, A6 cộng đây là phải chất rồi. Bao nhiêu tháng ngày không có được một máy là không chất mới lạ đấy. Đây này, đây hôm nay về được một cặp. Đấy. Ít. Ít nhưng mà chất ha. Hết pin à? Chán thế. Hết pin. Rồi ok, thế lại không kiểm tra được con A71 này rồi. Tí nữa mình kiểm tra sau nhé, rồi báo cáo tình hình bạn sau. Tuy nhiên full hộp thế này thì mình phải bán với cái giá tới 7 triệu nhé, các bạn cân nhắc. Đấy, cho dù nó có đúng là bảo hành đến tháng 6 hay không thì mình bán 7 triệu. Đấy, mình thì mình không đánh nặng cái vấn đề đấy đâu, vì hàng xài ổn rồi là nó ổn luôn à. Không cần phải bảo hành lâu. Rồi, ok, sản phẩm này thì mình nghĩ là rất là nhiều bạn chờ đợi đây này. Nó là A6 cộng các bạn ạ. Con A6 cộng này thì rất là nhiều người tìm. Nó là Samsung, chính hãng, dùng được 2 sim. Và đây là máy màu xanh, hàng đẹp. Hàng đẹp nha bạn, RAM 4GB, bộ nhớ sẽ là 32GB, màn hình Super AMOLED khá là lớn đây này. Đấy. Thì nhân tiện đây mình hướng dẫn cho các bạn khi mà xem màn hình. Chứ nhiều bạn xem là mắt không có được tinh lắm, lại cứ bảo màn thay, màn lô, màn này, màn kia. Chả có việc gì cả, hình ảnh thì có thể độ sáng nó thế nọ thế kia, hoặc cái giao diện lúc này lúc khác, hoặc là các bạn nhìn ngoài trời nó khác, nhìn trong nhà nó khác. Đây mình chỉnh sáng hết cỡ này. Tuy nhiên chúng ta chỉ cần kiểm tra cái màn hình zin hay không bằng cách rất là dễ các bạn nhé. Riêng về Samsung những cái đời màn hình Super AMOLED
là nếu như các bạn đã thay màn hình lô vào rồi, chúng ta sẽ không thể bật được ở cái chế độ bảo vệ mắt, hay còn gọi là chế độ ánh sáng lọc ánh sáng xanh đấy. Thì chúng ta chỉ cần vào màn hình này, vào cài đặt xong vào phần màn hình, chúng ta thấy có cái lọc ánh sáng xanh đây, chúng ta bật lên thử xem nó có thành đỏ lòm ra như thế này không, là đúng là màn zin AMOLED các bạn nhé. Có thế thôi, chả có cái việc gì phải khó cả, phải lăn tăn rồi bắt đầu cứ nhìn ngắm rồi bảo nó thay rồi đấy, rồi một mất 10 ngờ, xong rồi mua hàng online thì lại cứ nghĩ là người ta lừa mình không à. Đấy rồi, ok. Thì con này RAM 4 bộ nhớ là 32, hàng rất là hot, khá là đẹp, trên 99% xíu ha. Tuy nhiên vẫn phải có những vết xước nhẹ chứ, mua máy cũ mà đúng không, máy cũ mà rồi không chảy xước thì thua rồi đấy. Một là thay vỏ nhé, đấy chỉ có thay vỏ thôi. Đây này, như các bạn thấy chỗ này nó cũng bạc bạc tí, chả sao, chả ảnh hưởng gì cả đến vấn đề các bạn sử dụng. Thì con A6 cộng này màu xanh mình sẽ bán ra với cái giá là 2,8 triệu đây nhé các bạn nhé, 2,8 triệu rất là rẻ luôn. Rồi tiếp theo đây nữa, con này cũng thế, cũng y chang như con kia thì cũng lại 2,8 triệu. Đấy, rồi xem để tìm xem có con nào xấu hơn không, bán rẻ. Đây con này do dùng ốp nên các bạn thấy lưng này có những cái vết lặm nhặm này, tuy nhiên chả ảnh hưởng gì đến vấn đề của máy, zin hết đấy, ngon lành. Còn về vấn đề màn hình đấy, mình vừa hướng dẫn cho bạn ấy, có thể về tự kiểm tra, kiểm toán, kiểm định, kiểm gì kiểm, ok. Thì con này thôi thì nó nhặm tí để bù cho một số bạn mà kiểu như là đây mặt lưng sau nó hơi rỗ xíu đấy, thì mình sẽ bán với giá 2,7 triệu các bạn nhé, 2,7 triệu. Nó không nhiều đâu, nó không phải là chày đâu, cái này vệ sinh kỹ nó cũng hết, cái này là kiểu như người ta dùng ốp này nó lấm chấm bẩn đấy. Đấy, 2,7 triệu. Rồi đây có một con Note 10 cộng màu ánh bạc rất là chất. Đấy, máy trần không hộp, và các bạn lưu ý khi bán cái sản phẩm này mình luôn luôn tặng kèm theo một cái sạc zin 25W nha. Có nhiều ông vào bình luận bình phẩm chán lắm, cứ mang shop này shop kia so sánh, thật sự Nhật Nam biết hết những shop đó đó. Và Nhật Nam còn biết những shop đó bán hàng gì luôn, nhưng mà cái về vấn đề kinh doanh nhau mình không nên động chạm, mình cũng không nên mang nhau ra để mà nói. Việc ai người ấy làm, đúng không? Phúc ai người ấy hưởng, tiền ai người ấy xài, cơm ai người ấy ăn. Liên quan đến gì đến nhau đâu mà phải mổ xẻ. Đấy, rồi nhiều bạn nhiều khi biết một mà không biết hai đấy, người ta bảo cái gì cũng biết, biết điều không biết đấy. Tiền nào thì của đó thôi, không ai cho không mình gì đâu. Và đây là con máy Note 10 cộng màu ánh bạc, máy là len keng như xà beng. Lưng sau bạn thấy là bẩn thôi, tại vì nó dạng như gương luôn á. Nó gần như là soi gương được luôn, nên là khi mà có bất cứ một cái váng bẩn nào là nó sẽ nổi lên, các bạn sẽ thấy, nhưng mà mình chùi về sạch sẽ đi là ok. Thì con này ra 12GB bộ nhớ 256GB, hàng chuẩn. Và thực tế ra thì rất là nhiều bạn vẫn còn đang chết cái sản phẩm này, rất là mê luôn nhưng mà chưa đủ khả năng để mua chẳng hạn. Đấy, còn bạn nào mà kết mà đã có đủ khả năng để mua thì ok, sản phẩm này nó còn rất là chất. Đấy, này các bạn thấy len keng như xà beng, không khác gì một cái máy mới. Rồi, Note 10 cộng hay còn gọi là Note 10 Lite, chính hãng, sử dụng được 2 SIM, có những cái ứng dụng rất là thuần Việt như là Samsung Pay và quà tặng Galaxy các bạn nhé. Đấy, nó không phải như hàng sách tay. Thì con này mình bán ra cho bạn với cái giá là, hôm nay giảm nhiệt tí, hôm nay giá bán là 13,8 bạn nhé, 13,8, 13,8 triệu bạn ha. Rồi, ok, tặng kèm sạc 25W zin các bạn nhé. Hôm nay về ít nhưng mà rất là chất các bạn. Rồi đây mình sẽ có một con S11 Pro, hàng chưa bao giờ là hết hot, rất là chất. Màu xanh con này khá đẹp, khá keng luôn á. Hiện tại là mình thấy đây, mình nhìn bằng mắt thường trực tiếp là thấy là không tì vết. Và con này bản 128GB, 128GB có giá bán là 4,3 triệu bạn nhé. Có cam trước thọt thụt, và những cái sản phẩm này nó rất phù hợp cho những bạn live stream bán hàng. Pin rất là trâu và xài rất là chất, chắc tay, ngon lành, camera cũng rõ nét, ok. Đó, rồi nhân tiện này về ít hàng thì mình còn được 2 con hàng này. Hôm nọ về là mình phát hiện ra là hàng thay lưng. Tuy nhiên thì sau khi mà đã thẩm định và đã kiểm tra thì mình thấy cho dù có thay lưng cũng không sao cả, vẫn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, nên mình vẫn tiếp tục mình bán cho bạn với cái cách là nói rõ tình trạng mới bán, có nghĩa là đã thay lưng. Nhưng mà mình thấy rất là rẻ và cấu hình rất là khủng đối với con F1S này. RAM 3 bộ nhớ là 32GB. Và máy này các bạn lưu ý là men zin chưa sửa chữa, nhưng mà đã thay cái lưng rồi nhé, cái vỏ lưng sau.
Ok, do là chắc nó xấu quá hay nó như thế nào đó, mình cũng không tìm hiểu. Tuy nhiên giá nó chỉ có 1,4 triệu, mình cũng xin mãn phép là báo tại đây. Thì bạn nào thích thì mua. Đấy, chống chỉ định với những bạn thích zin nhá. Đấy, ok, 1,4 triệu thôi. Rất là chất F1S. Và đây là có một con Z7 rim. Mình thấy giá nó cũng vô cùng là hợp lý luôn, có 1,7 triệu thôi. Thì đấy, nó phù hợp tiền nào của đó bạn ha. Đấy, nhưng mà mình phải nói rõ là chống chỉ định với những bạn mua hàng gì, thích hàng là zin nguyên bản cả vỏ nhá. Đây là con này đã thay lưng nhá. Còn ngoài ra màn hình zin, men zin ok. Đấy, chuẩn và vẫn được mình bảo hành một đổi một trong vòng 3 tháng và đổi đúng cái sản phẩm hoặc là bảo hành trong vòng 3 tháng bạn nhé. Nên là bạn cứ yên tâm. Rồi, vừa rồi là một số ít máy, tuy nhiên mình thấy rất là chất và rất là ok, phù hợp với nhiều cái mức thu nhập của các bạn. À, bạn nào mà kết cái sản phẩm nào hãy alo cho mình qua số điện thoại 0979 78 2366 hoặc là số 0367 709 123. Hy vọng rằng các bạn luôn yêu mến và ủng hộ Nhật Nam bằng cách là nhấn like này, nhấn chia sẻ video đến nhiều người này và nhấn đăng ký kênh nếu như các bạn chưa đăng ký kênh. Và ngay sau khi nhấn đăng ký kênh, các bạn thấy hiện cái chuông nhỏ nhỏ bên cạnh. Các bạn hãy nhấp vào cái chuông, chọn thông báo tất cả để đón xem được nhanh nhất những cái clip mới nhất của Nhật Nam đăng lên kênh nhé. Cảm ơn mọi người đã luôn yêu mến ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Mọi thông tin liên hệ hãy xem dưới phần mô tả hoặc vào Google search chữ Di động Nhật Nam. Chúc các bạn thật nhiều niềm vui sức khỏe nhé.